Vì sẽ muốn lấy hoa tích tình. Vì sẽ ngó tích cầm mà lấy dình xe. Cái nào quay cao quên chú cái mỏ đi nhìn. Tôi phải che là gì? Tôi phải che lại. Dạ lúc đó em làm nhầm cũng da đây quậy lắm đi cho toàn dậu bán. Anh biết rồi nha mặt đất ơi, ăn thua mạnh thường quân thôi mặt đất ơi, anh đâu có biết tính nói phải ăn buôn bán mặt đất ơi. Làm cái chùa đó mà. Chùa đó nghèo lắm anh biết mà mặt đất ơi. Bởi vì chúc bà giàu giàu đi. Chùa trong hẻm á. 3 tiếng là tụi phải mua panadol. Chùa đó người nghèo già gì. Muốn lấy hoa tích tình. Vì sĩ muốn lấy hoa tích tình. Mà lấy dình xe. Cái nào quay cao quên chú cái mỏ đi nha. Bác chết vui xích cái tiệc quay chê. Chết đi xuống nha. Nhìn chê sông mơ để chuỗi dinh. Mấy vui xích nhớ sông mù phong hầu quân. Hãy hình mấy dương lý sẽ chết biết chủ một chủ một mấy dương vui sẽ hầu vui tôi rò dạ đã lo nha $350 một thùng 35,000 mấy không dạ đúng rồi rồi cái này 45,000 cho chị em mình lũng lịch lên phát triển lên 35,000 cao 100,000 mày chính cho chị em mình lũng lịch lên phát triển lên rồi 60,000 của ăn to chằn dấu cho dấu dấu dạ dạ cho dạ, nước mắm bự rồi chứ chị ơi có người lên đơn chị hất cầm bình nước mắm nó đưa lên 10 lần á phản đôi phản đôi mệt lắm. Da dâu 50k 30k còn viên đừng có bán nữa giờ lên bông cho viên được rồi lên cái bé lên bông cho viên ông hoàng vinh cho chị em mình rụng lực lên phát triển lên nha ông hoàng vinh nha. Ôi, quá trời luôn quậy chúng biết vui vẻ nha có em này có quậy nè tới trả lời. Ok, xem chút nữa chúng cái mỏ à, anh Vinh ra dịch ra tiếng Việt đi dạo là sao anh Hồng Bích ơi. À chị Quý Ca tiếng Đào á, tiếng Hoa gì đó. Là ơn á. Ông Quý Ca bị ơn, Quý Ca chị Quý thấy chú Vinh sao? Quý thương anh Vinh lắm. Trời ơi. Anh Vinh cũng thương em chị lắm. Nó thấy Quý bị khùng tới tội nghiệp. Bởi vì ở đây cũng biết Quý bị khùng, biết Quý tội nghiệp, ai cũng thương Quý lắm. Có gì xây xúc đừng có chắc Quý. Bệnh của Quý á, phải vui vẻ không có được buồn. Phải vui vẻ không có được buồn. Không có nhức đầu. À, nó phải hoạt động lên, nó phải đi phải uống thuốc này nó phải hoạt động lên. Có thể Quý ở không không á là 30 Quý lao bằng thờ cúng kiến. Không có thời gian hay Quý ra ngồi chơi, Quý lao bằng thờ dọn dẹp nhà cửa. Ông Quý chúc đúng những chúng cho chị tiền. Cũng da lắm đi vui vẻ bán. Rồi có người hỏi là chị Quý là chạy thẳng hay bóng kính vậy? Quý mẹ trai đó, Quý ông Huệ, Quý mẹ trai, Quý phải trai, Quý là con trai, Quý mẹ trai. Đó đúng rồi đó, chị cho bò bò ơi, chị Quý cũng là con trai chuyển giới con gái nha. Ông Quý là con trai, Quý mẹ trai. Quý mẹ trai, Quý không có phải là ôm môi gì hết á. Đúng Nhiên không? Cô giờ Quý cũng là người chuyển giới nha mọi người. Không, Nhiên là trái thẳng. Trái thẳng hả? À. Quý cục mẹ trai, Quý không biết nói, Quý người qua, Quý không biết nói. Hàm sắp ngồi hàm sắp. Quý không thờ ló đó, Quý không bị khùng, Quý về lắm. Coi xong phim nghèo là đi đóng phim nghèo luôn. Đi khùng mà không có dầm à. Đi khùng hết dầm à. Hết dầm à. Coi xong đi đóng phim nghèo luôn. Ý là coi xong là đi quất liền. Phim nghèo mà ai là coi xong đi quất điện á. Em đâu có khúc khùng không có dễ nào hết. Đáng trời 20 chai dầm. Quá trời luôn. Đi Vinh, đi máy ấm gì Củ Chi nhé Vinh. Thôi, ông Quý chị chơi với Phi Lâm. Ông cảm ơn chị Yến Dũng nha, cảm ơn chị Yến Dũng nha. Ông Quý chào chị Yến Dũng.
chào chị Vũ. Cảm ơn chị đã gieo duyên cho máy ấm nha. Chơi phi lâm. Dạ cảm ơn chị Vũ nha. Đẹp dễ thương nó mới tút lên còn đẹp trai. Chị Quý nói chị cười xẻo. Bây giờ có 2 triệu đưa đi làm đẹp. Dạ dạ dạ. Đưa 2 triệu liền. Dạ, tôi cho anh tôi đó. Chị còn cho anh chị đó. Chị về cho anh chị tiền. Ở qua đi bác từ thiện nhất tối đâu gặp bà Quý luôn. Nó toàn cho chị 50 ăn. Chị về cho anh chị ăn. Còn ăn đi hả? À lúc anh qua còn mấy vùng túi á. Còn qua còn ba phần anh còn đi. Thôi là thấy toàn còn trả 50 cho chị. Chị đóng tiền nước tiền điện là chỉ cho anh chị tiền nó về nhà. Rồi vui vẻ nha cả nhà, chào 400 người đang xem nha. Chào 400 người thấy luôn. Quý vị cho lui cung thấy tội, cảm ơn anh. Cảm ơn cho quý lui cung ơi, để lui qua quậy. Cái này là chị Yến Vũ nha Mập Đức ơi, chứ không phải chị Anh Vũ. Vũ nha Mập Đức ơi, chị Yến Vũ chứ không phải là chị Anh Vũ nha, chị Yến Vũ. Rồi ok nha chị Thần Lương ơi. Trời ai phòng được hết trơn á mọi người ơi, miễn có đơn cho những mấy đứa trẻ nó ăn rồi cho nó mấy là được rồi mọi người. Ai có đơn được anh em, ai có đơn trước thì mừng được cho người đó. Còn ai chưa có đơn á thì ngồi đó nhiều đơn quá thì chia lại cho anh em mà cũng vui vẻ thôi mọi người ơi. Ok. Phi Long chưa có đơn, còn Phi Long, Phi Long có đơn rồi. Đi ăn 10 cây cho chị Duyên, cây 7 cấp nha anh Dạo. Ok. Bây giờ thử thách, bây giờ đi anh chị thử thách đi, có ăn độ cay cao nhất nè. Thì đó mới nhận được cái phần quà. Hồi đó Tú Nguyễn ăn cấp độ 3 à. Giờ đến lát cái quái tăng cái cấp độ 7 nữa rồi sao. Cái lắm á, cái độ 7 là cái. Đó có ai lên thử khách đâu ăn cấp độ. Ăn cấp độ 7 mai em đi là không được luôn á. Cái miệng nó sâu lên như vậy nè. Nóng lắm hả? Nóng lắm. Nó cay á. Trời ơi. Má đi nàng nóng uống thuốc khùng đang nóng lắm á. Thuốc khủng nóng lắm. Quý ăn cấp độ 2 thôi. À, thuốc khủng nóng lắm, mỹ nó sừng. Bỏ hơi ngọt siêu gì xưa thôi. Nó nước mát nữa kìa. Bỏ hơi ngọt siêu gì xưa thôi. Hải, sao ghê, cảm ơn chị Vũ ủng hộ. Cảm ơn xưa đá. Rồi, cảm ơn Mập Đức nha em. Quý chào chị Yến. Chào chị Yến. Nóng lắm á. Ăn cấp 0 thôi. Chị Quý ăn cấp 0 thôi kìa. Anh Hương Nguyễn thì Quý ăn cấp 0 thôi. Chị Quý ăn cấp 1, cấp 2 thì được. Cũng hơi the the rồi. Tại vì thuốc khủng nó nóng lắm. Thuốc khủng nó nóng lắm. Thôi nói chung ăn không được, khỏi ăn đi. Kệ mấy công kêu ra không ai ăn, bỏ. Em ăn thường em ăn cấp nửa, cấp độ 1. Thuốc khủng nóng lắm. 0.5 mà giờ em ăn 1, 2 đó. Giờ em ăn 2 đó. Em ăn được có 0.5, 0.1 à. Anh ăn cấp độ 3 đó. Ghê vậy. Ăn được 3 đó. Không, anh cũng ăn cấp độ 3 rồi đó. Hôm bữa có đi thử cấp độ 5 ăn không nổi sao nó cay hậu. Hồi đầu ăn vô bình thường nha, cái đồ nó cay hậu ghê lắm, nó chá bông cử luôn á. Đừng giỡn, nói chung muốn lấy tiền đợt nó chơi thử khách. Chị ai ăn cấp độ 7 đó phải cho đúng rồi con. Em có người thử khách chị mà ăn được cấp độ 7 lên cho chị không thể nào. Thôi chị tham thôi, cái mồi chị xinh rồi. Ăn xong cái mổ mày vừa ăn hai cú thôi là cái miệng. Dạ tôi uống cốc khùng mỡ đi, đang sưng rồi, tôi uống cốc khùng mỡ nó sưng rồi. Không có tham đâu, mất sưng mẻ luôn. Mà không da cai hàm được cấp độ 1. Cấp độ 7 pha xe mình không hấp nước không sao đâu, ăn bình thường dễ lắm rồi, hê trò gì mà. Đúng rồi, không hấp nước thì nó không hấp dẫn chị ơi. Mình làm gì mình phải gọi là hấp dẫn nó mới đa đãi nha chị. Nói chung là nó cay hậu nhưng mà đừng cay. Ăn mà rồi. Không uống trà sữa là sau đây chị miễn nguyện quá trời luôn. Trời nếu mà ăn thì cay có trà sữa thì đúng tông luôn không? Mà đâu có bán trà sữa đâu. Trà sữa đây nè. Mình mua cầm vô chổng à? Cũng được. Ở trời cho cầm không? Được. Cái gì quán không cho cầm đâu. Nó phụ thu á. Nhưng mà chị vô quán nó quen chưa? Chị ăn ở quán nào? Chị Phương mình à. À bây giờ. À xa xin của chị Phương hả? Đúng rồi. Mình ăn rồi đó chị. Vô liên cái 20 chai kia của chị luôn nha. Rồi rồi anh nghe. Thì mình vô nó hỏi nó nếu mà nó nói thì mình để cho xe lát mình uống. Có gì đâu vậy. Ý ra đây ai cũng có vỏ này thì bỏ vô vỏ đi. Ờ. Anh không có vỏ làm sao? Lấy bịch xốp vô. Ờ đó kêu chị Quý à. Xốp vô bỏ vô. Dạ mà mãi đỉnh rồi, chào anh Trần Trọng Toàn nha. Rồi cho anh Trần Trọng Toàn. Sao xin có bán trà sữa luôn mà. Đúng rồi, muốn ngoài cho rẻ chị ơi. Nó mắc lắm. Ở ngoài mua có 20.000 một ly rồi vô đó. Cây ăn ngon không mọi người, mình cây ăn ngon không mọi người, mình chưa được ăn bao giờ hết. Nó cay lắm anh Tân Nguyễn ơi, nói chung là chị nó cấp độ của mình đó nha. Đúng rồi, thì theo cái lượng mình ăn được nhiều thì mình kêu cấp độ cao. Ăn không được nhiều mình kêu cấp độ thấp. Nhưng mà lâu. Đúng rồi, cấp 3 này em ăn được. Ăn với cùng người yêu thì còn khỏi gì bàn. Ăn với người mình yêu thương là thiệt khỏi nói. Rồi em cứ Nguyễn rồi à. Ăn xong rồi mình về nhà xem nè.
Sao nè? Về nhà, ăn xong về nhà Hàng Hải. Tới mưa Hàng Hải. Hàng Hải ông Quế muốn Hàng Hải, không có Hàng Hải gì quá. Ủa Hàng Hải là gì ta? Phi Long Hàng Hải không? Hàng Hải là Hải. Chị Quế. Phi Long Hàng Hải với Quế không? Phi Long Hàng Hải. Anh Vinh Đình, cái này mệt anh Vinh Đình. Tính ra Quý biết lựa quá ha. Quý biết Ly Ly không? Không. Ly Ly là anh gia đình đó. Tên gia đình ông biết á. Bé anh gia đình biết. Ừ, đó là Ly Ly đó. Là vợ của Phi Long. Quá khách tình tiết nữa. Người nào người cũng có vợ rồi, vợ khách tình tiết. Bây giờ nó nghe nè, chị Quý nghe nè, anh giờ chị Ly Ly ở bên Mỹ rồi. Bây giờ chị Quý nó chỉnh, ở đây coi like nè, chị Quý nó chỉnh like đi đó giờ. Anh ở chị Ly Ly ơi, vườn gia đình vườn Phi Long cho em nha. Anh Ly Ly ơi, bây giờ anh đi đi ở bên Mỹ phải không? Bây giờ chị đi Ly mượn Phi Long cho quý thùng trước đi. Chừng nào chị đi về quý trả cho Phi Long. Cái tà đầu luôn á. Bây giờ chị đi Ly mượn Phi Long cho quý thùng trước đi. Nhưng mà mượn về chị làm gì? Mượn về lắm thôi. Đi ăn thì chở quý Ly, đi đâu cũng chở quý, ngồi kế bên quý luôn. Quý Hàng Hải Phi Long luôn. Ăn cũng ngồi kế bên, đi đâu cũng ngồi hết luôn Hàng Hải Phi Long luôn. Là đi bơi đi đâu cũng biết, ngồi luôn. Biết. Dạ biết. Ở Hàng Hải biết không? Bây giờ anh thử em bố quanh. Dạ một phần tầm cỡ 50 nha anh ơi, 45 50, 55 60 nha, nó có nhiều giá. Không nói là 70 độ xuống. Thì đúng rồi, nó dao động em thấy có 45, 55, 65 bạn. Cái là đặng tô nhỏ. Đúng rồi, tô nhỏ, tô lớn. Anh Cưng ăn mì gói bỏ nhiều ớt vào là thành mì cay đó. Trời ơi, anh Đinh Đình đỉnh lên tiếng à. Hàng Hải mà 33 hàng ngày mà không biết, trời ơi. Trời ơi, ca anh Đinh Đình quán mì cay Seoul ngon lắm, ngon. Anh nhớ anh Tân anh nấu mì gói cái đống mì cay đều vậy nhiều cay đều anh Tân ơi ngon quá Thư Long á, đẹp trai hơn ăn ở cấp độ 5 là sáng đi muốn bốc khối luôn. Thư Long nhiều dạ, ok nha anh Quý rồi chị Quý qua nhóm A nha anh Khang Nguyễn rồi. Hô anh chưa được ăn thiệt mà ở đây rồi, không đi nữa rồi. 60k một phần đó anh Tuấn Nguyễn. Rồi, Hàng Hải là phải một khu. Trời ơi. Tí nữa mấy người dạ đây là ủa anh Vinh có đi không anh Vinh? Dạ. Nó anh đi chung luôn không? Hai chị phụ, hai người. 2, 4, 6, 8, 9 người. 9 người anh ơi. 9 người anh Tân ơi. 9 người. Đi ra Tân ơi. 10 người lận anh ơi, chị Phượng. Chính là ở đây 4 với 4 là 8, chị Phượng. À, dì Sinh nữa. Dì Sinh nữa. 10 người chẳng. Dì Sinh chứ. Cũng biết vui vẻ nha, mình ra đồng đi quậy luôn. Quậy hết cỏ, lên bom. Lên bom, chị Quý à. Mình lên bom, mình mặc đẹp luôn. Hai chị em chơi Hàng Hiểu đẹp luôn. Mới nãy đi làm nhân xong, đi thằng xíu mũi vô đi chơi Hàng Hiểu. Mày tao làm nhân xong rồi, thấy cặn với tao à. Chứ này là tập quả đi chỉnh luôn, chỉnh chỗ luôn. Vậy em trả tiền nhé còn. Dạ. Anh mời, dạ anh cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nha. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nha. Trời, cảm ơn Tuấn Nguyễn đó. Anh Tuấn Nguyễn nha. Đấy, nhưng mà Tuấn Nguyễn mời rồi. Tuấn Nguyễn đi và bụng, nó đi 15 ngày. Đi đâu 15 ngày? Không đâu. Cảm ơn Tuấn Nguyễn nhiều nha, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Dạ. Dạ. Ngồi đây nè, vợ ơi. À, đó, nãy giờ. Chị đi đi hả? Chị đi đi mượn quý trước rồi, mượn quý rồi. Bây giờ em nó mượn nè. Ngồi đây nè, trời ơi. Chị ra nhắn tin riêng. Chị ra rồi. Phải mượn quý đi. Lẽ anh đi đâu chờ quý đi rồi. Chiều nay là chúng này chấm ăn hết cho quý đi đông nè. Trời ơi. Chiều nay chúng chấm ăn hết cho quý đông chờ quý. Quý ba nói là em ngồi đây nè. Vợ ngồi đây thì vợ qua luôn. Quay qua đây. Chịu mai mà em trúng hết. Em trúng hai lần quá đó. Vợ Phi Long nha. Chịu mai mà trúng hết. Mấy hết là mới ra cho Phi Long nha. Chị Ly Ly ơi, cho Quý mượn trước đi. Chị Ly Ly ơi. Phi Long dễ thương đẹp trai. Chừng nào chị về em trả cho chị. Giờ Quý chưa có ai. Chị về đi. Chị đừng có về đi, Phi Long đặt một quẻ. Mình sẽ chiều nay chúng ta ngồi anh hát, làm
đám cưới luôn. Rồi. Đừng có về nha, Phi Long. Chị đi đi ơi. Phi Long tặng một chị em. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Hùng lòng. Phi Long chị cũng hùng. Rồi đó, chị Lily đừng có về nha, chị Lily ơi. Về nha chị Lily. Lúc đầu muộn, muộn sao mà kêu khỏi về luôn đi. Chị Lily mình có về nha. Hay là chị Quý hay quá, chị Quý ơi. Chị Quý dài dài lắm đó. À, xa chết đi rồi, trời ơi, cũng tin với anh Phiêu Long đi, quá trời ơi. Nghe ngọt quá Phiêu Long ơi, trời ơi, trời ơi, quá trời Phiêu Long, trời ơi, là con phải đẹp dài lắm chứ, nó dễ thương. Trời ơi, trời. Ừ, rồi. Con nghĩ là ba mẹ mang nha, có mì chay nha. Quý quá trời. Quá trời. Chết Ly Ly rồi. Chị Quý ở trước mặt Ly Ly ở trong tim. Không chế cho ông nha, không bỏng siêu quá. Thay đổi. Chị đi không chơi đồ hư. Chị đi bị hư rồi đúng không? Bị hư rồi. Mốt về chơi mới có bầu lại. Chắc không có luôn. Ai nói không có. Chị Quý dành rồi. Cái gì? Chị Quý dành Phi Long. Chị chơi hai người luôn. Chơi hai người luôn. Chơi anh Bảy Hiệp nha. Hai người chị em mình chơi chung luôn. Hai người chơi ăn chia sẻ hai người ăn luôn. Ăn ai? Ăn ai? Chạy là Phi Long ngồi chính, ngủ chính giữa. Lăn qua đây ôm chị gì. Lăn qua đây ngồi. Cái quay qua chị Nhiên khỏi quay chị Quý quá. Chị Duyên, đang qua đây ôm chị Quý. Nha Phi Long. Đang qua đây là ôm chị Nhiên luôn, không ôm chị Quý đâu. Vậy chắc nó ôm chị Quý quá, chị Quý dễ thương. Phi Long trả lời đi em Phi Long. Chết rồi, mặt căng rồi. Trời ơi, dưới này dưới. Em lẹ vậy hả? Em lẹ. Ôi, Phi Long mặt xinh đẹp vậy. Phan rồi, phan rồi. Rõ rồi. Rồi. Bé Lily ơi, em thấy trong người sao rồi, ca Lily tan nát con tim kìa. Chạy chị hả? Ok à, lúng đi vui vẻ. Ờ, đi vui vẻ. Thì em chạy vệ sinh. Lúng đi vui vẻ nha Phi Long, lúng đi vui vẻ. Bà hỏi. Lúng đi vui vẻ, Quý bị khùng rồi, không có lấy chồng. Là vui vẻ sao đó, hai đứa. Nè, chị Quý biết Lily lại không ra. Lúng đi vui vẻ nha, nhớ ông hoa Phi Long nha, em chọn Phi Long nha. Hai năm dài. Quý là chọn Phi Long, ủng hộ Phi Long nha. Lúc đi vui vẻ nha. Bây giờ không có đồ ăn, ăn lấy mắm chiên ăn cơm trừ không? Dạ, mất công đi một năm nữa. Uống xong nó ngọt một năm. Thôi, mô. Đi một năm. Thiệt. Ăn bánh na chị Duyên rồi được. Đó, vui vẻ nha mọi người. Lúc đi vui vẻ nha, mình chỉ lúc đi thôi nhớ ủng hộ bên mặt hàng mình. Cho chị em mình lụng lịch đem phát triển lên nha. Dông nguyện. Biết rồi. 30k. 15k. Bánh 15k. Như là Lily là anh Ba Đình đó. Anh Ba Đình đó. Ba Đình đó. Biết rồi. Ừ, đó là chị Lily đó. Biết rồi, chị thấy rồi. Chị mới đổi thôi, tên. Thôi, chị dần cho Quý rồi. Đi nhu vô Quý. Thôi, chị ra bển luôn rồi. Chị kiếm mật dịch trường Mỹ để chị dần cho Phi Đông cho Quý rồi. Chị Lily dần Phi Đông. Phi Đông đẹp trai dễ thương lắm đó. Ôi, lịch dày vậy thôi bác. Phi Long chị Quý đi ăn là bốc nhát nha. Tướng xảo mũi cờ không á. Bốc đi. Biết chắc mà khỏi quảng cáo vô biết chắc là dân đó. 71 á. Biết. 71 mà Quý chịu nổi không? Thì đau muốn chết, đau lắm. Đau lắm. Tôi không chịu. Biết. Nói là biết chắc rồi đó. Trời ơi, đó là biết chắc rồi. Dân khỏi quảng cáo là Quý là biết hết rồi. Trời ơi. Quý chị lúng đít vui vẻ thôi. Chị lúng đít vui vẻ thôi. Phi Long khỏe lắm đó chị Quý, chịu nổi không? Trời chịu ơi. Nổi, khỏe cái nào cũng chịu nổi. Trời ơi. Thương mà đúng không? Thương đó, nhau. Hồi đó chị Quý lấy cái thằng làm hồ nghe ở trong shop phải không? Gì còn nhớ nữa vậy? Không nhớ thì nhắc là chuyện cũ, từ xưa nghĩ cũ đi cho mình nghe, lên clip mình. Ủa, đúng. Mình còn cảm ơn nữa, nó không thương mình thương nó cũng mò Phật, ông trời cũng thương Quý khùng. Lá đá mình chi tài già, nó không thương mình thương, nó cũng còn mò Phật. Kè à, mày lên để nói kè Quý phải cạo lông đó mới không đau. Ca 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 kè. Cạo lông chỗ nào? Cạo kè đầu chùa hả? Anh Mai Cù Lê anh hỏi kìa. Quách lông em bé đó. Oh no. Nó không làm rồi. Là em bé. Cô già anh Mai Cù Lê yêu cầu Quý cạo đầu. Quý cạo đầu cho Mai Cù Lê. Trời anh Mai Cù Lê tặng anh nào cho Quý ơi. Anh Mai Cù Lê anh nói tiền bạc mất cùng. Anh Mai Cù Lê yêu cầu ủng. Cạo đầu rồi, ủng hộ thôi. Ừ. Mai Cù Lê ủng hộ cái món mặt hàng Quý cạo đầu. Anh Mai Cù Lê tặng một cái nón cho Quý. Quý sẽ già lúng điếp. Xe cái nón già lúng điếp cho mình. Anh Mai Cù Lê muốn nón hàng hiệu cho Quý nha. Tặng một chai cái nón một chai. Rồi ủng hộ mấy món mặt hàng. Một ngày 20 phần 20 phần Quý sẽ hy sinh.
hy sinh quỳ chị em hy sinh quỳ cho em luôn. Có nón một chai á, ăn đông bán nón hàng hiệu một chai quý xe cậu đầu liền. Trời ơi. Quý nói được làm được anh Michael Lê ơi. Anh Michael Lê đó thương quý không? Làm vợ với anh Michael Lê nha. Một ngày ăn ba cử nha anh Michael Lê ơi. Sáng trưa chiều, sáng trưa tối nha. Anh Michael Lê. Quá à. Phải chào, phải chào em bé nữa. Thôi cậu đầu thôi, quý mua cái nón một chai cho quý, quý sẽ chơi liền luôn. Thôi, không phải mà hàng luôn. Thôi nó nghe cậu em bé đi đâu qua thấy nào. Sao vậy? No. Sao vậy quý? Sao vậy? Thôi cũng cậu em bé cậu là chơi luôn. Có nón một chai à, có nón. Thôi cậu em bé đi cho nó sạch sẽ. Ôi. Ghê quá. À, quý cậu em bé lạnh hả? Không phải. Tại vì cái đó là tiền vô. Cậu nó tiền giờ hết. Cái này người qua tiền nó vô cậu giờ hết. À. Cậu đâu thì được. Chứ cậu em bé không được. Tại vì nó hy sinh chị em. Hy sinh ổng hả? Một ngày 20 phần ngày nào cũng ra Michael nha. Giờ lên tung cho quý một sĩ được ạ. Một ngày cho quý một sĩ. Rồi mua cái nón một chai cho quý. Rồi ra đúng biết luôn. Anh Michael Lan nghe nè quý nói không? Michael Lan trả lời đi, mai quý đi làm điện cho. Đó, mai lên tiếng đi, anh chưa ngủ đúng không? Anh muốn quậy chị quý rồi, chị quý quậy anh tới bến luôn nè. Rồi đó, quý sẽ sẵn sàng phục vụ anh Mai Kỳ Lê thích là yeah. Hết kêu chị Quý cạo nửa bên chùa luôn. Chạy luôn Quý đeo nón chạy luôn. Bây giờ nửa bên một bên cũng bây giờ cạo hết nửa bên cũng vậy giờ Quý chơi luôn. Bây giờ nửa bên cạo hết cũng vậy giờ chơi luôn nè Mai Cùng Lê. Chị Quý ở đây mới đúng là chính mình nè. Cho tôi nha. Còn lại để Quý họ có nón một chai rồi đó. Đầu Kính Nguyễn vậy là Quý nhiều tiền lắm rồi. Trời ơi. Đây là Quý nhiều tiền là sao không hiểu hồi nãy rồi. Anh Mai lên kêu à, cậu đầu trên là cậu em bé luôn. Mà anh Tướng Nguyễn nói là cậu em bé là bị lạnh. Là em bé. Thôi không cậu em bé cậu đầu một nửa cũng được Quý chơi luôn. Đeo cái nón vô hàng hiệu một chai. Quý là người Hoa nên là Quý quan sát kỹ. Kỹ cậu em bé. Cậu đầu Quý cạo. Hỏi anh Michael lên bản thân anh có cạo em bé không? Vậy tất nhiên là không rồi. Rồi như hỏi anh ta cũng như không. Tất nhiên Michael lên không cạo rồi. Trừ gia xin lỗi nha, Quý xin lỗi nha, quan xin lỗi nha. Trừ gia nó bị tai nạn, nó chào em bé hả? Càng già càng nhiều tiền đúng không là sao? Ý là càng già càng giàu á. Anh nói là càng dài là càng nhiều tiền đúng không chị Quý? Anh Mai Lê hỏi. Ý là em bé, lòng em bé già càng dài là càng nhiều tiền đúng không? Gì? Cái đó không biết à. Tại vì nhiều Quý cũng nhiều mà là Quý nghèo dữ vậy. Quý nhiều lắm á, Quý nghèo dữ vậy thiệt. Thiệt Quý nghèo dữ vậy. Xóm Quý có một thằng cũng nhiều lắm, nó cũng nghèo lắm. Thằng nào? Tại vì sao chị biết vậy? Mình dòm tay nó vậy là em bé nó cũng vậy à. Em nó nghèo. Tay nó vậy là ở dưới nó cũng vậy. Rồi phi đông ra 7-3 rồi phi đông ra 7-3 năm rồi. Đâu có dòm tặc đâu. Đó Quý nè, 7-3 năm nè. Ý là dâm á. Quý nè, 7-3 năm nè, dâm tặc nè. Quý nè, 7-3 năm dâm tặc nè. Mấy mối tình rồi. Cái gì? Dạ chưa. Quý bây giờ 19 tuổi chưa có ai yêu Quý á. Phi Long bao nhiêu mùa sinh vậy? Quý 19 mùa sinh. Dạ có người kêu à, chị giờ chị cạo một đường chính giữa còn chưa lại ở bên đó. Trời ơi. Bây giờ anh Michael lên cỡ cái hình qua thì anh Toàn nhận chị đi, với Dậu nhận chị đi. Đó giờ mua có nón tặng cho chị Quý. Giờ chị Quý chơi luôn, Quý họ có nón một chai. Nón sơn. Nón hàng hiệu á mọi người. Giờ mai cậu đây chịu không? Giờ một ngày ủng hộ 20 món. Một ngày cho Quý một sĩ Quý. Rồi rồi. Cái gì lỗi nữa? Bên kia thôi có sao đâu. Để xe đi qua kia. Anh Mai cậu đây chịu không? Em bé của Quý à, tóc dài bao nhiêu kìa? Anh Mai cậu đây hỏi. Dạ vậy nè. Nhiều lắm. Anh Michael Lê có thương Quý không? Làm vợ với anh Michael Lê được không? Một ngày ăn ba cử anh Michael Lê. Dạ, chị Minh Anh nói kìa, giờ đúng ai đúng cũng quát hết. Chị Quý mạnh mẽ lên mà quát đi. Đúng rồi, biết rồi, biết rồi. Nó ủng hộ bên đời. Michael Lê đó, ở nhà. Quý có coi hình nè. Bỏ hình nóng quậy. Michael Lê ơi, quậy ra nha, Michael Lê ơi, lắm đít vui vẻ thôi nha, Michael Lê. Em Michael Lê nói với em bé của Quý tóc bao dài bao nhiêu kìa. Vừa dài vừa len nữa. Anh Michael Lê già không vậy, tại sao Quý khổ dữ vậy Michael Lê ơi. Thì em yêu Sabo, thì anh yêu cưng, trời đó, comment xét nhau luôn, cưng với anh Sabo. Mới vào nên không biết sao chị Quý qua đây vậy mọi người, hay giờ ai cũng qua hết. Chị Quý mạnh mẽ lên, ha 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 ha.
đó, chào Sabo bên kia hết rồi, ok nghe mập đức đó, cắt like đi, ngủ cái đi, còn trời ơi đang vui mình năm cao chị quý con chịu cạo thì chị Nhiên cạo đi em bé đi gà, giờ cái chị Nhiên gà mai lơi ra cạo à, chị quý không chịu cạo cái chị Nhiên cạo đi, chị ngày nào cũng cạo hết đó. Trời ơi đó, da là cạo à, ý là gì chị Nhiên có cạo, cạo nó còn da nhiều nữa, không người ta làm có bốn rồi cạo nó còn da nhiều nữa, nó cái đó đẹp. Hồi đó quý không biết nào, quý cạo chân mà hôm nó không có cạo chân này nè gì, cái này là đi quá đó. Hôm ở trên chị không có làm nè, chị đâu có lòng đâu, mà chị không biết chị đi làm hồi đó không biết, bởi vì càng cạo nó càng nghèo nè, ở trên đâu có đâu, chị không có lông nào hết, ở dưới là nó đi giải chung so chụp đi. Kêu quý qua hả? Qua có gì? Đó nãy giờ của em like cũng 2 tiếng hơn rồi, chắc rồi 50 phút nữa đi xuống like, đi ăn cơm mọi người. Đi ăn mì cay, quay clip cho mọi người xem nha. Uống nhiều tóc của anh Tấn Nguyễn mới đẹp chị Quý ơi. Ở chị Quý này có người tặng lời tặng quà cho mọi người, cho nên chú Quý qua lãnh quà một xíu nha. Ủa mà nó cho mình thuê đây đâu có được to đâu đúng không? Đúng rồi, nó cũng một mét, 4 mét à, nghe 4 mét à. Thì sẵn đây cũng cảm ơn là anh Michael Lê, anh người phán xử với anh Lâm Nguyễn, chị Trâm Phan, anh Tân Nguyễn, anh Lâm Nguyễn, rồi anh Tony Nguyễn, rồi cô Bi Xin, anh Tommy Phan, chị Hà Nguyễn, chị Yến Vũ đã ủng hộ cho nhóm tụi em mấy đơn lên đơn ngày hôm nay nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Dạ tụi em cảm ơn. Là mấy cái đơn này làm cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Vào vào sức khỏe ủng hộ bên Quý nha. Rồi mấy cái đơn này làm em sẽ đi ngày 13 tháng 9 đi Củ Chi hết cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Dạ tụi em cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn. Rồi hẹn mọi người gặp cái like ngày mai nha mọi người. Lúc ngày mai live tiếp nha. Rồi ngày mai bây giờ tụi em cho. Bây giờ tụi em chuẩn bị đi ăn mì cay nha mọi người. Sẽ quay clip cho mọi người coi nha, đóng clip vui vẻ nha. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người gặp lại ngày mai nha mọi người. Bye bye mập đứa anh Tân Nguyễn nha. Cảm ơn Tân Nguyễn mời tụi em ăn nha. Cảm ơn Tân Nguyễn. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn Tân Nguyễn nha.